truyền phim full hạ tầng toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ. Nè, nghe lời tôi nè. Nè, bây giờ có chuông điện thoại nha. Rang. Bật máy. Alo, xin kính chào quý khách ạ. Văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe ạ. Hiểu chưa? Hay quá. Đây, bây giờ nè, tới bà. Làm. Đó. Bây giờ nè, tôi nói rang mà bắt máy nghe chưa? Bắt máy nói câu đó nha em. Hiểu chưa? Hiểu. 1, 2, 3. Rang. Có người gọi. Alo, ai gọi vậy? Chạy. Nói nhỏ nhẹ thôi. Công ty tư vấn Thiên Tùng xin đang đập. Lại nha. Rồi, vô. Alo. Văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì mà nói cọc lóc vậy? Nhẹ nhàng thôi. Mềm mại lại. Mình là phải chiều khách chút xíu không? Chiều khách. Một, hai, ba, bắt đầu. Alo, văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Trời đất ơi, cái gì mà điệu chảy nước vậy bà? Chứ sao? Bình thường thôi. Alo, văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Alo, văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Nói không nghe được gì luôn á, bà nuốt chữ luôn rồi, sao ta nghe? Alo, văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Rồi, tạm được. Ok, tạm được rồi. Cấp hả? Khoan, cúp. Bây giờ nè, thôi giờ bà cúp đi. Rồi bà ghi lại cái chuyện vụ đó đi. Ghi vô để nhớ, để thôi bà quên đó. Ghi vô. Nhẹ nhàng thôi nha, nó nhẹ nhàng. Alo. Rồi bây giờ xong rồi, bỏ xuống đi. Rồi, xong rồi không? Bây giờ mình sắp xếp lịch cho khách xong hết rồi đúng không? Bây giờ còn một cái câu cuối cùng rất là quan trọng. Câu gì? Đây nè. Dạ, xin kính chào quý khách. Chúc quý khách một ngày làm việc suôn sẻ ạ. Dạ, quý khách ạ. Hiểu không? Hiểu chưa? Hiểu. Mình phải nói như vậy để lấy lòng khách đúng không? Rồi, thử. Rồi, thử luôn. Dạ, xin chào quý khách. Chúc quý khách một ngày làm việc tốt đẹp ạ. Trời ơi, chào người ta mà nói dấp vậy sao được. Nói lại suôn sẻ đàng hoàng. Nhẹ nhẹ, từ từ. Dạ, cảm ơn quý khách. Chúc quý khách một ngày tốt lành ạ. Được rồi, ghi vô tiếp đi. Rồi ghi vô còn nữa, còn rất là nhiều nữa. Ghi vô. Đó, mà bạn thấy là nó ghi câu đó vô. Rồi còn nữa nè, mình sẽ làm cái này cái kia. Rồi ghi xong chưa? Alo, dạ, văn phòng tư vấn Thiên Tùng xin nghe. Dạ, quý khách muốn đổi giờ hẹn từ 2 giờ qua 4 giờ ạ. Dạ, quý khách đợi một chút để tôi kiểm tra lại nha. Dạ, xin lỗi đã để quý khách đợi lâu. Dạ, quý khách có thể đổi từ 2 giờ sang 4 giờ ạ. Dạ. Dạ, hẹn gặp quý khách. Chúc quý khách một ngày suôn sẻ. Hay quá. À Quanh, hôm nay á cô trả lời điện thoại xuất sắc, tuyệt vời. Thiệt hả? Trời ơi, hay quá đi. Tôi đang rất là thắc mắc. Tôi thắc mắc tại sao trong một thời gian ngắn như vậy mà A Oanh từ một người không bình thường bây giờ chuyển thành một người bình thường và làm tốt nhiệm vụ mà có thể nói là làm xuất sắc, trả lời khéo léo, lịch sự. Trời ơi, hay quá. Vỗ tay. Ê, nước có rồi đây nè. Nước nè. Ê, của tôi, cái chai này của tôi nha. Không ai dành nha. Thử cái của tôi ạ. Tôi lại uống hai chai luôn. Ủa gì vậy? Mình không uống hai chai hả? Giỡn thôi. Nè, uống đi. Đi chơi uống này không? Biết rồi. Biết uống này có mập không ta? Mập lắm luôn á.
hai, ba. Một, hai, ba. Vô. Để tôi dọn cho. Tôi dọn cho. Có nên gọi không ta? Ôi dồi. Nhưng mà bây giờ có gọi á thì đâu có gì để mà nói đâu. Tuấn Kiệt rồi. Mình làm sao bây giờ? Alo, lúc nãy á tôi bấm lộn, không có gì đâu nha. Thiên Tùng, tôi thấy công ty của ông á dạo này rất là ăn nên làm ra, cho nên kể từ ngày hôm nay tôi quyết định tôi sẽ trở thành một tư vấn tâm lý giống như ông. Đó không được. Gì vậy? Gì hết hồn vậy ba? Ủa làm gì không được? Ơi. Ông nghĩ làm sao vậy? Ông mà gặp khách hả? Ông đánh người ta thì có chứ tư vấn cái gì? Đúng rồi. Ông chỉ đánh nhau giỏi thôi chứ làm sao ông tư vấn được. Mà lúc mà ông làm tư vấn tâm lý hả? Ngồi tư vấn tâm lý cái khách hàng nói ông nói người khách hàng không nghe trong đục như mỏ tao luôn quá. Ủa ai biểu nói mà không nghe thì phải đục thôi. Rồi đó. Từ từ. Nhưng mà ý của tôi ở đây á là tại sao tôi nói như vậy là tại vì mấy người nghĩ đi, A Quanh thấy không, A Quanh một con người lù khù lờ khờ ngu ngơ như con bò đeo nơ, mà bây giờ hả chuyển qua một người tư vấn tâm lý rất là chuyên nghiệp, thấy không, gọi điện thoại tới nói chuyện với khách hàng rất là lịch sự nhã nhặn, thấy không. A Quanh làm được là tôi làm được, chẳng qua là A Quanh xấu thôi, đúng không? Đúng rồi, có lý. Ờ còn tôi thì tôi thấy nhìn riết cũng quen. Hả? Thôi hiểu rồi. Hiểu gì? Ủa hai người làm gì vậy? Hiểu gì? Thì hiểu gì chuyện của người ta. Ai đâu mà dám nói tới cái chuyện mà hai người có. Chuyện gì? Ủa? Mới nhắc là tới liền. Đang nói gì mà vui vậy? Đang nói cái chuyện. Ê, hôm nay á tôi có đem cơm cho ba người ăn nè. Đây có cơm ăn rồi nha. Cảm ơn. Hộp cơm gì mà nhẹ hiều à. Không, chắc biết ông giảm cân cho nên không ăn ít, cho ăn ít cơm. Rồi có hai đôi đũa rồi tôi ăn bóc hả? Nè. Nhường luôn. Nhường cho ông. Tôi đây tôi có nha. Cái muỗng trong đây rồi. Đây cái muỗng tôi nè. Thôi để tôi đi xuống chỗ làm việc của tôi vừa ăn tôi vừa làm luôn.
Trời ơi, mới vừa khen là không có hậu đậu. Toàn cầu thuộc công ty truyền thông Quả Thổ.